Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ ngâm củ hành lá nha mọi người. Cái này là củ hành lá chứ không phải củ hành tím nha. Thì để làm sao cho nó giòn ngon và bảo quản được lâu á, thì xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì mình có mua được một thùng củ hành lá này nè mọi người. Thì một mớ thì mình sẽ lột ra ngâm ngâm chua ngọt, và một mớ thì mình để mình phi á mọi người. Thì mình cũng đã lặt xong rồi nè. Thì hành này nó tím tím xanh xanh cho nên mình không bảo đảm là mình sẽ ngâm cho nó trắng được nha mọi người. Thì tại vì cái màu của nó đã tím tím xanh xanh này rồi, mình đâu thể nào ngâm cho nó trắng được. Thì mình sẽ lựa những củ to to thì mình để mình phi nha, còn những tuổi nhỏ nhỏ gì nè thì mình sẽ ngâm cho nó ngon hơn, nó mau thấm hơn á. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho củ hành lá vào cái keo thủy tinh này nè. Mình sẽ ngâm chưa nước và giấm trước nha mọi người. Thì mình cho vào đây 500 ml nước và 500 ml giấm nha, mà theo tỷ lệ 1:1 á. Mình ngâm khoảng 5 ngày hoặc 1 tuần gì đó, tặng cho nó ra cái chất hôi của hăng của củ hành đó mọi người. Thì mình sẽ đậy nắp lại đây nha, và mình sẽ chùm cái bọc lại luôn. Thì mình cũng làm giống như mình làm tỏi vậy đó. Thì mình chùm lại sau đây, sau 5 ngày thì mình dỡ ra nha mọi người. Thì củ hành này là mình đang ngâm được 5 ngày nè, nó hơi có lên men nè mọi người ơi. Thì mình sẽ rửa rửa hành này lại dưới nước vài ba lần nha. Giờ mình sẽ cho vào gỗ rồi đi rửa thôi mọi người ơi. Thì mình ngâm giấm và nước đặng cho nó đi, nó bớt cái chất hôi của hành và chất cay á mọi người. Thì mình rửa rửa lại nữa, rửa lại và ba nước chỉ đó cho nó bớt hôi nha. Làm theo kiểu này á, hành nó ngon nữa, nó giòn nó ngon và nó không có bị hăng hôi nhiều nha. Thì mình sẽ đi nấu nước giấm đường nha mọi người. Thì mình sẽ cho 500 ml nước nè, 300 g giấm táo á, và 300 g đường nữa mọi người ơi. Mình có thể tăng lượng đường nữa, giấm tùy thích nha. Khi khi mình nấu thì mình sẽ cho ra một muỗng muối hạt nè, để cho mình bảo quản được lâu hơn và đậm đà hơn á. Thì nước giấm sôi lên thì mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho thẳng vào trong củ hành hành lá luôn nha. Mình rửa dưới nước rồi để ráo, rồi mình cho trở lại vào cái hộp muỗng nè mọi người ơi. Thì mình sẽ cho lên đây vài trái ớt nữa nha, cho nó đẹp nè. Giờ cái nước giấm nãy đó mình sẽ đổ thẳng trực tiếp vào luôn. Sau khi mình đổ sâu rồi xong nước giấm thì mình sẽ để cho nó nguội hẳn, rồi mình sẽ để vào tủ lạnh rồi mình bảo quản nha mọi người. Thì có thể sau 1 tuần thì mình có thể cũng ăn được, nhưng mà mình thấy sau 1 tuần nó chưa có thấm ngon được, cho nên cũng lâu lâu 2-3 tuần hoặc 1 tháng này kia mình ăn thì nó sẽ ngon đậm đà hơn đó mọi người. Thì sau 1 tuần thì mình sẽ lấy ra xe cho mọi người xem thử coi nó như thế nào nha. Thì đây là mọi người ơi, thì sau 1 tuần nè thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Và thì bây giờ cái màu của nó hơi đậm đà hơn nè, mình thấy nó trong thì trong lắm nha, nhưng mà nó trắng là nó không có trắng nha mọi người, tại củ hành này nó đã tím tím xanh xanh sẵn rồi, mình làm thế nào nó cũng không thể trắng được. Nhưng mà mình ăn thử mình thấy nó giòn và nó có cái vị hơi còn hơi cay cay nhẹ nha mọi người, nó giòn thì giòn dữ lắm, nó còn hơi cay và nó hơi còn hơi hôi á, cho nên 1 tuần lễ cũng chưa có ăn được đâu mọi người ơi. Thì mình để càng lâu thì nó sẽ càng ngon hơn nha. Thì xin cảm ơn mọi người đã xem hết video và xin chúc mọi người làm thành công nha.